Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm, đó là Totolink N350RT. Nếu bạn đã từng xem những buổi livestream của Totolink trên Lazada cũng như Facebook thì chắc chắn là rất quen thuộc với em nó rồi đúng không? Mình cũng xin nói qua một chút ha. Thì đây là một router Wi-Fi chuẩn N với tốc độ là 300 Mbit trên giây. Thiết bị có 4 cổng LAN và một cổng WAN cùng tốc độ là 100 Mbit trên giây. Sản phẩm sẽ có hỗ trợ quản lý và cài đặt thông qua ứng dụng Totolink Router cùng một vài tiện ích thông minh khác như là chế độ quản lý của phụ huynh nè, rồi hỗ trợ IPTV và chuẩn bảo mật IPv6. Thì nhìn chung đây là một giải pháp không dây lý tưởng dành cho những hộ gia đình, quán cà phê hoặc là văn phòng nhỏ. Và đây cũng chính là quà tặng trong mini game của chúng ta ngày hôm nay luôn. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Những lần trước quà tặng chỉ là N200RV5, thì hôm nay tặng hẳn cho các bạn con N350RT này luôn. Nên các bạn nhớ tham gia nhiệt tình nhé. Về cách thức tham gia thì cũng giống như những mini game lần trước. Đầu tiên bạn hãy đăng ký subscribe kênh YouTube Totolink Việt Nam và like chia sẻ video này ở trên tường Facebook cá nhân của bạn. Sau đó bạn hãy tắt mục đặt các kênh đăng ký của tôi ở chế độ riêng tư ở trên YouTube đi theo cái hướng dẫn như vậy ha. Thì cái này bên mình sẽ kiểm tra xem là những tài khoản nào có dấu báo màu đỏ như vậy là mới được tính là hợp lệ để tham gia ha. Và cuối cùng bạn hãy comment đáp án mà bạn nghĩ là đúng của câu hỏi trong chương trình ở bên dưới một bình luận khoảng trắng và nhập vào một con số may mắn gồm 3 chữ số. Thì hạn chót để tham gia là vào lúc 23 giờ tối ngày 4 tây tháng 11 năm 2020, tức là ngày thứ tư tuần sau, chúng ta sẽ có một tuần để tham gia game ha. Và bên mình sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên những bạn đã trả lời đúng câu hỏi dựa vào những con số may mắn mà các bạn đã comment bên dưới á, để chọn ra bạn may mắn nhất trúng giải thưởng con N350RT còn nguyên siêu full box luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào câu hỏi của chương trình. Câu hỏi của chúng ta đó là: để quản lý thời gian truy cập Internet của điện thoại trẻ, bạn sẽ sử dụng tính năng nào sau đây trên Totolink N350RT? Câu A, thiết lập lịch reboot. Câu B, thiết lập lịch không dây. Câu C, chế độ quản lý của phụ huynh. Và câu D, tất cả các câu trên đều đúng. Như thường lệ thì link thông tin sản phẩm mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video này, bạn có thể click vào để tìm hiểu thêm ha. Và các bạn cũng đừng quên là khi kênh YouTube Totolink Việt Nam đạt được 5k sub, tức là 5.000 lượt người đăng ký á, thì bên mình sẽ có một mini game để tặng bộ router mesh Totolink T6V2, nên các bạn nhớ chia sẻ thật mạnh tay để bên mình nhanh đạt được cột mốc này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Mình thì bây giờ rất mong đợi đến ngày thứ tư tuần sau. À đâu, thứ năm chứ, để tiến hành quay số và tìm ra bạn may mắn nhất trúng thưởng con N350RT này.